Wow, thịt ba rọi xào mắm ruốc nhà cô Ú ngon chấn động luôn quý vị ơi. Trời ơi, em ăn mà thấy ngon như vậy, có dưa leo, có cơm nữa nè. Một buổi chiều trời mưa mưa làm một nồi này còn gì bằng nữa mọi người. Cả nhà ơi, trước khi mà làm được cái món này thì bên nhà Ú có bán cái sốt mắm ruốc mọi người thấy không? Đó, Ú đã làm sẵn gia vị kẹo kẹo sệt sệt nha, có xả, có ruốc đầy đủ hết trơn luôn. Cả nhà chỉ việc mua thịt về nè, cái là mình cho một miếng hành nè, mình bỏ vô chảo mình phi cho cái thịt nó vàng, nó săn lại, nó thơm. Cái mình sẽ cho hai muỗng sốt mắm ruốc, bên nhà của cô Ú đã có gia vị vô rồi. Đó, cái mọi người đảo tới đảo lui, đảo tới đảo lui rồi xoay bụp bụp rồi nhắc xuống. Bới cho em một tô cơm, một trái dưa leo cho em chấn động luôn ha. Cơm nóng, cơm nguội gì cũng được mọi người. Trời mưa này bới ra ăn còn gì, cho thêm một miếng ớt nữa cho nó cay cay the the cho nó ngon. Kèm thêm dưa leo nha. Ai thích ăn đậm đà thì cho nước sốt nhiều, còn ai coi thích ăn vừa vừa thì cho nước sốt ít thôi. Đó, thấy cô Ú ăn mà thấy thấy ngon, thấy thèm dữ trời. Trời ơi, cái này mọi người ăn với cơm ha, chấm dưa leo ha, đậu rồng ha, chấm rau luộc ăn cũng được đó mọi người, chấm sầu, chấm cóc, chấm ổi, chấm tá lả bùng bên luôn. Đó, xin mời mọi người cùng ăn món này với Ú nha. Đó, bới một chén cơm ra ha, ăn điệu điệu cái miệng. Ăn với cơm mọi người. Đó, chấm dưa leo, cái này mình tự làm nha mọi người nha. Còn trong cái chén mọi người thấy đây là cái thịt ba rọi xào mắm ruốc. Ú thì Ú có bán có ba loại. Một là thịt ba rọi xào mắm ruốc y như Ú đang ăn trong cái chén, hai là tôm khô xào mắm ruốc, và ba nữa là thịt là gọi là sốt mắm ruốc mình tự làm như trong cái dĩa Ú á. Đó, Ú bán cho mọi người tự về làm. Cái này thì mọi người xuất đi nước ngoài được luôn ha, mọi ai thích ăn thịt nhiều thịt ít gì cũng được, mình cứ tự niêm gia giảm ha. Nói chung là công thức là Ú làm chuẩn hết rồi, mọi người chỉ việc mua về làm thôi. Ú có bỏ sỉ và lẻ cho mọi người ở Việt Nam và bên Đài Loan luôn, Hàn Quốc, mọi người ủng hộ Ú nha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều, cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ những sản phẩm nhà của Ú Bình Dương của em. Cảm ơn mọi người, cả người vô giỏi hàng xem tham khảo nha. Ú bán nhiều món lắm mọi người ơi, món nào cũng thơm ngon, chất lượng và chấn động. Em để menu ở cuối nè, mọi người vô coi tham khảo món và giá nha. Bye bye mọi người.